Mọi người nhá, em thương lên sóng giao lưu với cả nhà mình 4 khúc cẩm này cùng một cây 7 kg. Chất vân đây mọi người này. Chất vân đây. Các bác làm những món đồ nhỏ nhỏ như cán dao, cán búa này đều ok nhá mọi người nhá. Khúc ngắn nhất đây, 30 phân 6 cm. Đầu này nó vào mất 5 phân mọi người nhé, 5 phân thôi, cam kết 100% luôn. Số 2 này 51 phân 5 phân. Đầu bé này thì bé lắm, 3 phân. Được cái là đông đặc mọi người nhé. Số 3 này 50 phân, chiều dài 4 phân đầu này. Chất vân đây. 6 phân chiều này. Chỗ này to hơn. 8 phân. Số 4 này. Đây nó khuyết xíu rồi mọi người nhé. Khuyết xíu 2 phân. Năm mươi chín phân 6 phân 9 phân 5 phân. Chất phân quá đẹp luôn, 7 kg, giá rẻ bèo mọi người nhé. Bác nào vào việc liên hệ em thương nhá, 0338 918 991.